Mới đây, Joaquin Schier đã quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau khi nói lời chia tay với câu lạc bộ Aarhus Gymnastic Vereniging AGF ở tuổi 30. Nhìn lại hành trình sự nghiệp của cựu tiền vệ người Anh, chúng ta thấy có những khoảnh khắc thăng hoa, nhưng bao phủ lên đó chủ yếu vẫn là những tiếng thở dài tiếc nuối. Trận Joaquin Schier giải nghệ sớm là một điều không thể tránh khỏi, nhưng khi nó xảy ra vẫn khiến những người từng yêu quý tài năng này giật mình. Khi chúng ta hướng ánh nhìn sang thành phố Milan, nơi Zlatan Ibrahimovic đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Rossoneri ở tuổi 40 và những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric vẫn đang thi đấu sung sức khi đã quá lứa tuổi băm, thì chúng ta sẽ càng thấy sự dừng lại của Joaquin Schier là quá đáng tiếc. Ở độ tuổi 30, Joaquin Schier vẫn được nhắc đến với danh xưng cựu thần đồng. Điều đó có nghĩa những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của anh đã gác lại từ lâu. Sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1992 như một bông hoa sớm nở nhưng chóng tàn. Mọi nỗ lực trong những năm tháng sau đó nhằm níu kéo lại một sự nghiệp đã đi chệch hướng quỹ đạo hoàn toàn không có tác dụng, bởi lẽ phiên bản đẹp nhất của anh mãi mãi kẹt lại trong cái tuổi 19 của mình. Joaquin Schier, hồi mới được giáo sư Arsene Wenger trình làng, mang trên mình rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Anh, bởi tiền vệ này sở hữu rất nhiều tố chất để phát triển thành ngôi sao hàng đầu. Khi nhắc đến anh, người ta không thể không nhắc đến màn trình diễn thượng thặng cách đây hơn 10 năm trước một trong những hàng tiền vệ mạnh bậc nhất châu Âu thời điểm đó. Đó là khi Arsenal tiếp đón Barcelona trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 16 đội UEFA Champions League mùa giải 2010-2011. Joaquin Schier, năm đó mới 19 tuổi, đã được huấn luyện viên người Pháp xếp đá chính ở trận lượt đi. Đối đầu với anh là bộ ba tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới tại thời điểm đó, gồm Sergio Busquets, Xavi Hernandez và Andres Iniesta. Song tài năng sinh năm 1992 đã không hề nao núng khi chạm trán với các bậc đàn anh. Đó là đỉnh cao của tôi về phương diện thể chất. Tất cả mọi người nhớ về chiến thắng trước Barcelona vì đó là cuộc đối đầu với hàng tiền vệ xuất sắc nhất trong 20 năm. Joaquin Schier nhắc lại trong cuộc phỏng vấn trên Daily Mail cách đây một năm. Là Joaquin Schier đi bóng qua Andres Iniesta và Lionel Messi. Là Joaquin Schier giành bóng ngay trong chân của Xavi và Sergio Busquets. Quả bóng, đối thủ, các khán đài đều nằm dưới chân Joaquin Schier vào cái ngày định mệnh đó. Những con số tự nói lên nhiều điều. 4 lần qua người thành công, 4 lần giải nguy, chuyền bóng chính xác 46 lần, đạt tỷ lệ 93,5%. Đây chính là những con số thống kê ấn tượng cho thấy nguồn năng lượng dồi dào mà Joaquin Schier đã lan tỏa trong trận đấu ấy. Cả trận đấu chỉ có mình Messi đi bóng thành công nhiều hơn Joaquin Schier. Anh thoát pressing nhẹ nhàng, đồng thời tích cực phối hợp với người đá cặp Cesc Fabregas để mở ra cơ hội tấn công cho Arsenal. Chàng trai lúc bấy giờ vẫn chưa bước sang tuổi 20, rõ ràng đã khiến các tiền vệ tài hoa bên kia chiến tuyến bị lu mờ trước màn trình diễn đẳng cấp của mình. Đó là thời điểm Barcelona của Pep Guardiola vẫn trình diễn thứ bóng đá tiki-taka đỉnh cao, liên tục nghiền nát mọi đối thủ cản đường. Nhưng trên sân Emirates, Messi và các đồng đội đã thua Arsenal 1-2 trong một ngày mà ngôi sao sáng nhất là Joaquin Schier, cầu thủ trẻ nhất có mặt trên sân. Với Joaquin Schier, đây được xem là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp chơi bóng của tiền vệ này. Bản thân cầu thủ người Anh khi đó cũng không nghĩ anh lại có thể thi đấu xuất sắc đến như vậy. Joaquin Schier thốt lên ngay sau khi trận đấu khép lại. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ thể hiện tốt đến thế. Thực tế Joaquin Schier đã cho thấy tiềm năng to lớn của mình từ vài mùa giải trước. Tháng 9 năm 2008, anh được huấn luyện viên Arsene Wenger cho ra mắt ở trận gặp Blackburn Rovers. Ở tuổi 16 và 256 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của pháo thủ từng ra sân tại Premier League. 10 ngày sau, Joaquin Schier bỏ túi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp sau khi lập công trong thắng lợi 6-0 trước Sheffield United tại League Cup. Sau đó khi niềm tin của Joaquin Schier nơi giáo sư Wenger ngày một lớn dần, anh tiếp tục được trọng dụng, đồng thời thiết lập một loạt các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Phong cách chơi bóng kỹ thuật, nhãn quan sắc bén và luôn ra sân với tinh thần thi đấu máu lửa đã giúp anh nhận được vô số lời khen. Anh từng được Dani Alves so sánh với Iniesta và Xavi nhờ lối chơi có nhiều điểm tương đồng. Huấn luyện viên Pep Guardiola ca ngợi anh là một tài năng lớn của Arsenal và bóng đá Anh, trong khi Gennaro Gattuso từng nhận xét anh là một tiền vệ người Anh có phong cách thi đấu mang hơi hướng Tây Ban Nha. Chứng kiến những gì mà Joaquin Schier làm được, đây rõ ràng không phải là những lời khen suông, nhất là khi anh từng trở thành mục tiêu săn đuổi số 1 của Barcelona sau màn trình diễn khó tin trước chính đội bóng này tại Champions League mùa giải 2010-2011. Tuy nhiên, khi ấy, vì tình yêu với Arsenal, Joaquin Schier đã quyết định ở lại và gia hạn hợp đồng. Những tưởng sự nghiệp của Joaquin Schier sẽ trải hoa hồng, giúp anh nhanh chóng trở thành cầu thủ hàng đầu ở nước Anh. Nhưng không, giống như không ít ngôi sao mai sớm nổi khác, Joaquin Schier sau đó đã phải vật lộn với cơn ác mộng chấn thương. Chấn thương đầu gối và mắt cá chân đã khiến anh bỏ lỡ nguyên mùa giải 2011-2012. Sau đó tiền vệ sinh năm 1992 đã trở lại mạnh mẽ và thi đấu tổng cộng 68 trận trong 2 năm tiếp theo. Tuy nhiên những cơn đau lặt vặt tiếp tục đeo bám anh. Theo Transfermarkt, trong quãng thời gian thuộc biên chế Arsenal, Joaquin Schier dính đến 13 chấn thương, ngồi ngoài trên 1.000 ngày.
Trong sự nghiệp của Wilshere, chấn thương là một người bạn đáng ghét nhưng luôn gắn bó. Có thời điểm cầu thủ sinh năm 1992 không thi đấu trong 524 ngày liên tiếp. Đó là một hành trình dài, Wilshere chia sẻ vào năm 2012. Sau hành trình dài đó, có thêm những chuyến đi ngắn hơn nhưng đều khiến Wilshere mất dần cảm giác tốt nhất của mình. Không cầu thủ nào có thể lấy lại phong độ với chuỗi ngày xa sân cỏ nhiều như Wilshere. Anh dần văng ra khỏi vị thế của mình và mất suất đá chính tại đội 1 Arsenal. Chứng kiến Wilshere chật vật tìm lại chính mình, Xavi cũng cảm thấy tiếc nuối cho tiền vệ này. Năm 2015, trong một lần trả lời phỏng vấn, huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha đã nói: "Nếu cậu ấy trải qua một sự nghiệp mà không phải hứng chịu chấn thương dai dẳng nào, chúng ta có thể sẽ nhắc đến cậu ấy với tư cách là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu." Sau khi huấn luyện viên Arsene Wenger rời Arsenal mùa hè 2018, Wilshere cũng quyết định chia tay đội chủ sân Emirates để gia nhập West Ham, đội bóng mà anh hâm mộ thuở nhỏ. Tại đây, Wilshere nỗ lực tìm lại chính mình, nhưng những gì mà Wilshere làm được trong hai mùa giải thuộc biên chế The Hammers chỉ là con số ít ỏi. Ra sân thi đấu 19 trận và ghi được 2 bàn thắng. Số ngày ngồi ngoài dưỡng thương của anh đã chiếm gần nửa quãng thời gian anh gắn bó với đội bóng vùng Tây London. Đến tháng 10 năm 2020, Wilshere bị West Ham thanh lý. Đầu năm sau, anh gia nhập Bournemouth ở giải hạng nhất, nhưng cũng chỉ trụ lại đây vỏn vẹn nửa mùa giải. Tình cảnh bấp bênh của Wilshere tiếp tục kéo dài khi mà anh không được đội bóng nào mời ký hợp đồng trước khi mùa giải 2021-2022 khởi tranh. Trước đó, câu lạc bộ Calcio Como đang thi đấu tại Serie B sẵn sàng cưu mang Wilshere, song thương vụ này đã không diễn ra do cựu sao Arsenal thuộc diện cầu thủ ngoài khối EU và đội bóng này đã hết 3 suất ưu tiên. Wilshere sau đó đã phải cầu cứu người đồng đội cũ, cũng là đương kim huấn luyện viên của Arsenal, Mikel Arteta, cho phép anh tập nhờ tại sân Emirates để duy trì cảm giác bóng. Có thể thấy chấn thương chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Wilshere không thể chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Dẫu vậy, trách nhiệm lớn vẫn phải kể đến thái độ và lối sống của bản thân Wilshere. Anh đã quá buông thả trong nếp sinh hoạt của mình. Hồ sơ scandal của Wilshere dày chẳng kém hồ sơ chấn thương của anh là bao. Anh từng vài lần bị phát hiện say xỉn ở quán rượu hay ăn chơi trác táng ở các hộp đêm, đồng thời vướng vào những rắc rối không đáng có sau những cuộc vui thác loạn. Hồi tháng 8 năm 2010, Wilshere vướng vào vụ ẩu đả bên ngoài hộp đêm Amica ở London. Sang tháng 3 năm 2011, Wilshere vướng tiếp vào vụ gây gổ với một tài xế taxi. Anh phun nước bọt vào viên tài xế này khi anh ta từ chối đưa về nhà với lý do Wilshere lúc đó đã quá say. Tháng 7 năm 2012, Wilshere bị UEFA cảnh cáo vì hành vi tham gia cá độ trái phép. Những năm sau đó, Wilshere nhiều lần lên mặt báo vì những scandal trời ơi đất hỡi, thể hiện sự bê tha của bản thân. Thậm chí anh còn nát rượu đến độ nằm gục bên bụi rậm không biết trời trăng mây gió khi tham dự đám cưới của người đồng đội là thủ thành Roger Chesney. Sau này, anh đã cố gắng tiết chế lối sống buông thả và quan tâm đến cơ thể của mình hơn, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Tháng 2 năm 2022, sau 8 tháng trời lâm vào cảnh thất nghiệp, Wilshere cuối cùng đã tìm được bến đỗ mới cho riêng mình. Aarhus Gymnastic Vereniging, một đội bóng tầm trung đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch, đã giang tay cứu lấy cựu sao Arsenal bằng một bản hợp đồng ngắn hạn kéo dài đến hết mùa. Từng được xem là ngọc quý của bóng đá Anh, Wilshere có lẽ chưa từng nghĩ đến một ngày anh sẽ thi đấu tại một giải đấu ít tiếng tăm như giải vô địch quốc gia Đan Mạch, ngay khi vừa bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, với Wilshere, niềm vui được trở lại sân cỏ và thi đấu thường xuyên mới là thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Chia sẻ trong ngày gia nhập đội bóng mới, Wilshere cho hay: "Là một cầu thủ bóng đá, không gì tuyệt vời hơn bằng việc ra sân và tập luyện cả tuần để chuẩn bị cho các trận đấu. Lâu rồi tôi chưa thi đấu và tôi muốn tận hưởng cảm giác này. Trước đây tôi luôn nói là tôi muốn thử một trải nghiệm gì đó thật khác biệt. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để bước ra khỏi vùng an toàn của mình và rời khỏi nước Anh." Tại câu lạc bộ AGF, Wilshere vẫn được xem là một ngôi sao lớn. Anh chính là cầu thủ nổi tiếng nhất mà đội bóng đến từ phía Đông Đan Mạch từng sở hữu. Các cổ động viên AGF cũng tỏ ra vô cùng phấn khích trước sự hiện diện của Jack Wilshere. Họ thậm chí còn yêu cầu đội bóng của mình trao ngay áo số 10 cho cựu sao Arsenal. Quyết định sang Đan Mạch chơi bóng được xem là một bước lùi trong sự nghiệp của Jack Wilshere. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh cũng nhận thức rõ là anh đã không còn là chàng tiền vệ thiên tài được cả châu Âu săn đón của 10 năm về trước. Bỏ lại những tháng ngày tươi đẹp tại sân Emirates thuở thiếu thời, Wilshere buộc phải dũng cảm đối mặt với thực tại để cứu vãn sự nghiệp vốn đã chết yểu của mình. Nhưng số phận dường như vẫn trêu ngươi cầu thủ người Anh. Wilshere vẫn không thể cải thiện tình hình của mình là bao. Sau ít tháng tại AGF, anh ra sân 14 trận với tổng thời lượng thi đấu 697 phút, tức trung bình chưa đầy 50 phút một trận. Màn trình diễn của anh trên đất Đan Mạch chỉ gói gọn trong 2 kiến tạo và 3 thẻ vàng. Đáng buồn hơn khi trong cả 14 trận tiền vệ sinh năm 1992 ra sân cho AGF, đội bóng này không thắng trận nào. Thật tiếc khi thể lực và sức khỏe của Wilshere đã không cho phép anh có thể hòa nhập trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Ngay cả tại một đội bóng gần như vô danh ở Đan Mạch, thiên tài một thời của Arsenal cũng không thể tìm ra lối thoát cho sự nghiệp của mình và thậm chí còn không được gia hạn hợp đồng. Vì lẽ đó, anh đành phải chọn đoạn kết buồn nhất cho sự nghiệp của mình, đó là giải nghệ ở tuổi 30.
Có lẽ đến đây, nhiều người đang phải tiếc nuối cho sự nghiệp của một tài năng từng được xem là kẻ thách thức Xavi hay Iniesta. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn và buộc ta phải chấp nhận. Một lần nữa, người hâm mộ túc cầu thế giới lại chứng kiến một tấm gương sớm nở chóng tàn trong sự nghiệp cầu thủ. Sau những cựu thần đồng như Bojan Krkić, Federico Macheda hay Ganso, tự chung họ đều có một sự nghiệp khởi đầu rực rỡ, mang trên mình biết bao kỳ vọng, nhưng đến cuối cùng chỉ còn những tiếc nuối đọng lại trong tâm trí những người yêu bóng đá. Giờ đây, Wilshere đang chuẩn bị cho một chương mới trong cuộc đời. Theo The Athletic, cựu tiền vệ người Anh chuẩn bị được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội U18 Arsenal. Có lẽ đó chính là một sự tri ân tốt đẹp mà Arsenal dành cho cậu bé vàng năm nào của mình. Wilshere lại một lần nữa phải gạt những kỷ niệm đẹp đẽ ở tuổi 19 để hướng về phía trước với hành trình mới trên con đường huấn luyện. Và chúng tôi, những fan hâm mộ yêu bóng đá đẹp, những người đã chót phải lòng với lối chơi thêu hoa diệt gấm mà huấn luyện viên Arsene Wenger gây dựng tại Arsenal những năm cuối của thập kỷ trước, gửi lời chúc đến anh những lời chúc bình an, sức khỏe và thành công. Tạm biệt anh, thiên tài bạc phận Jack Wilshere.